Chào các bạn, hôm nay mình giới thiệu các bạn đôi Stan Smith bản màu trắng. Thực ra thì nó gồm hầu như là trắng tinh luôn, chỉ có phần đế gót, phần ôm gót này là sẽ màu màu này. Mình không biết là nó không phải là màu, mình không biết đọc tên nó là màu gì, nhưng mà nó cũng hơi hơi trắng trắng. Đấy. Thì đôi này thì nó được làm theo kiểu dáng là vintage classic ấy, tức là cái đế này, các bạn cái đế này, à, cái phần cái lưỡi gà này nó không phải là bằng bằng miếng miếng da đệm đệm vải trong, mà nó chỉ là miếng da đơn thuần thôi. Nó rất mỏng mà mềm. Chất liệu da của cái loài này thì nó cực kỳ mềm, nó không không giống như cái dòng dòng Stan Smith mà da nó bóng bóng ấy thì nó hơi cứng một chút, nhưng cái da này rất mềm, các bạn sợ đấy. Nó phản hồi rất chi là tốt. Cái đế này cũng mềm, cái đầu đế này cũng mềm. Thì đây, mã của nó là CS2469. Camera không lấy hết đi. Sorry các bạn, đấy. Thì cái đôi này thì bây giờ mình có video đập hộp rồi, bây giờ mình có điều kiện để trên tay nó. Thì ban đầu thì mình cứ nghĩ là Stan Smith đi sẽ rất cứng và khó chịu. Đấy, nhưng mà mình thấy là đi đi khá là thoải mái. Mình lúc chưa chưa mua thì mình nghĩ là sao người ta có thể đi đi đôi này hàng ngày, tức là đi nhiều nhiều thời gian, nhưng mà mình thấy là nó đi không không đến nỗi nào. Thực ra thì không không thể bằng những cái đế mà đế bút hoặc là đế Air Max của Nike được. Nhưng mà đây, cái lưỡi gà nó có biểu tượng Stan Smith, logo ông Stan Smith. Đấy. Mình thực ra mình thích Stan Smith rất lâu rồi, thì hôm nay mình có điều kiện mua. Giá của nó là khoảng hơn 2 triệu đấy. Thì bây giờ mình sẽ làm một cái đoạn trên video trên chân cho các bạn nhé. Ok, đây là cảm giác trên chân của mình. Thì cảm giác đi thì không không đến nỗi cứng như mà mình tưởng tượng. Thực ra mình nghĩ là đi thoải mái cả ngày rồi đấy. Thì màu trắng này đó là phải giữ gìn mới trắng được. Nếu mà đi đường trời mưa là mình ngại, ngày hôm nay trời mưa thì mình không mang đi. Vâng, xin cảm ơn các bạn.